Kính chào quý vị, Phương Thùy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem những bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong chương trình hôm nay. Lũ lớn lại dồn về hạ lưu Trung Quốc, Tập Cận Bình hy sinh 500.000 dân bị cuốn trôi ra biển. Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý khán giả đã đến với kênh Tin Mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những phút giây tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây chúng ta cập nhật mới nhất mưa lũ thiên tai đang hoành hành ở Trung Quốc. Thưa quý vị, bão Infa sắp đổ bộ Trung Quốc. Trung Quốc đóng cảng và đường sắt trước khi bão Infa đổ bộ trong bối cảnh đất nước hiện vẫn đương đầu với hậu quả của mưa lũ. Hãng thông tấn Xinhua hôm nay đưa tin cơn bão Infa dự kiến đổ bộ vào tỉnh ven biển phía đông Chiết Giang cuối ngày rạng sáng nay. Giới chức Trung Quốc đã ban hành cảnh báo cấp độ 3 với cơn bão và yêu cầu đóng cảng, đường sắt trong khu vực bão có thể đổ bộ. Để đề phòng ảnh hưởng từ bão Infa, chính quyền Thượng Hải đã đóng cửa một số công viên bảo tàng công cộng, đồng thời cảnh báo người dân dừng tụ tập quy mô lớn cả trong nhà lẫn ngoài trời. Hơn 150 tàu bao gồm cả chở khách và chở hàng đã được sơ tán khỏi khu vực. Tính tới ngày hôm nay, bão Infa nằm ở khu vực ven biển cách Tương Sơn, tỉnh Chiết Giang khoảng 640 km về phía đông nam. Cơn bão đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Infa dự đoán sẽ gây mưa lớn tới các khu vực ở Chiết Giang, Thượng Hải và đảo Đài Loan. Bão Infa đổ bộ Trung Quốc trong bối cảnh tỉnh Hà Nam, miền Trung đất nước vừa hứng chịu đợt mưa lũ kỷ lục khiến ít nhất 58 người chết. Chính quyền Hải Nam đang dần xử lý đống đổ nát và lưu thông lại những con đường chất đầy xe cộ, đồ đạc bị lũ cuốn. Đợt mưa lũ được nhận định nghìn năm có một ở Hà Nam ảnh hưởng tới hàng triệu người và thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ. Quan chức ứng phó khẩn cấp của Hà Nam cam kết chính quyền sẽ làm sạch và khử khuẩn quy mô lớn để đảm bảo không xảy ra dịch bệnh sau thảm họa thiên nhiên. Truyền thông Trung Quốc cảnh báo bão Infa đổ bộ có thể gây ra nhiều trận mưa như chút nước tới các khu vực của tỉnh Hà Nam trong những ngày tới. Đại thảm họa số 2 tiếp tục giáng xuống đầu của Trung Quốc khi hôm qua, thông tấn xã của nước này cho biết một trận mưa lũ mịt mù tiếp tục càn quét thủ đô Bắc Kinh khiến ngôi nhà của em trai ông Tập Cận Bình bị ngập tới nóc. Còn một khu resort 5 sao của cô em gái ông Tập cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 60 km về phía nam Trung Quốc cũng đã bị mưa đá rơi xuống làm cho tan hoang. Nhiều người cho rằng Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục nổi dậy trừng phạt chính quyền ông Tập Cận Bình vì hôm qua ông ta vẫn cho máy bay và tàu chiến áp sát quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở ngoài khơi Biển Đông bất chấp những cảnh báo của thế giới. Đây chính là nguyên nhân và lý do vì sao mẹ thiên nhiên trời và đất vẫn tiếp tục chờ mưa lũ, un kéo tới và đánh sập ngôi nhà của em trai ông Tập cũng như là khu resort của em gái ông ta. Thưa quý vị, theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV hôm qua, trong một bản tin về dự báo thời tiết cho biết trận lũ số 1 chưa kịp qua đi thì ngày hôm qua Trung Quốc lại tiếp tục hứng chịu trận lũ số 2. Khi lưu lượng nước chảy vào con đập Tam Hiệp tăng nhanh chóng, đạt 53.000 mét khối trên giây và dự kiến lưu lượng nước chảy vào con đập Tam Hiệp có thể đạt với mức độ cao nhất là 59.000 mét khối trên giây. Các thành phố như Vũ Hán, Tứ Xuyên, An Huy, Chiết Giang, Thượng Hải và những khu vực phía nam của Trung Quốc vẫn tiếp tục bị chìm trong biển nước. Hiện những nơi này vẫn nâng mức cảnh báo lên thang màu đỏ. Đây là mức cảnh báo cao nhất của mưa lũ. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, tính đến ngày hôm qua, Trung Quốc đã hứng chịu ngày thứ 50 liên tiếp những cơn mưa to gió lớn khiến mực nước ở nhiều con sông ở Trung Quốc tăng cao và làm cho 1.995 căn nhà cao tầng bị ngập lụt, 153 người bị thiệt mạng và mất tích. Cầu cống, đường xá, bệnh viện, trường học bị cô lập. Trong khi đó, mực nước ở Hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây, hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc nối với con sông Trường Giang cũng cao hơn mức cảnh báo là 2,5m. Một số đoạn đê quanh Hồ Bà Dương cũng đã bị vỡ do dòng nước lũ ồ ạt chảy qua, nhấn chìm toàn bộ nhà cửa xung quanh. Hồ Thái Hà ở thành phố Thượng Hải cũng phải cảnh báo báo động đỏ sau khi nước dâng cao hơn 1m so với mức an toàn. Đứng trước bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng năm nay là một năm đại họa của Trung Quốc. Còn theo các nhà tiên tri dự đoán rằng, từ nay tới cuối năm Trung Quốc tiếp tục còn hứng chịu rất nhiều những tai họa mà ông trời ập đến. Trung Quốc đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới chuỗi cung ứng toàn cầu,
Khi đầu năm thì dịch Covid-19 hoành hành, bây giờ lại đến lũ lụt, động đất, Trung Quốc được cho là nguyên nhân gây ra thảm họa cho thế giới, gây ra sự xáo trộn không hề nhẹ cho nhân loại này. Và tính đến nay, đã có ít nhất 4,6 triệu người dân của Trung Quốc đã phải rời bỏ nhà cửa, gần 300 triệu người đã phải sơ tán đi các nơi khác để trú ẩn. Chuyên gia cho rằng, sau trận mưa lũ lịch sử này, nhiều khu vực nổi tiếng của Trung Quốc sẽ không về trạng thái như ban đầu bởi vì ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh là vô cùng nặng nề. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết hôm kia mưa lũ đã đánh sập tòa nhà cao 10 tầng. Đây là căn nhà riêng được xác nhận là của bà Hoa Xuân Oánh, cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc. Hôm qua, lũ ống còn tiếp tục nhấn chìm một ngôi nhà 9 tầng của em trai ông Tập Cận Bình và săn phẳng một khu resort 5 sao của em gái ông ta. Đứng trước tình hình và cấp bách báo động kể trên, ông Tập Cận Bình được cho là đã triệu tập gấp các giới chức cấp cao của Bắc Kinh để tiến hành một cuộc họp khẩn cấp ngay trong đêm ngày hôm qua để bàn bạc, đưa ra những phương án phòng chống lũ lụt. Bởi vì theo cơ quan khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, tối nay đến hết tháng và sang nửa đầu tháng sau, Trung Quốc vẫn tiếp tục có những trận mưa to đến rất to, nước ở những nơi thượng nguồn vẫn đổ về, dồn về và trên trời vẫn không ngừng trút xuống Trung Quốc. Ngoài ra, có hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, động đất và mưa đá. Chính vì vậy mà cơ quan đầu não ông Tập Cận Bình đã phải cho tiến hành họp gấp ngay trong đêm ngày hôm qua. Tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc viết rằng nước lũ ở đập Tam Hiệp vượt mức cảnh báo đỏ 12 mét. Ông Tập triệu họp khẩn cấp. Và ngày hôm kia, Trung Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai dưới sự chủ trì trực tiếp của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Theo tiểu ban ứng phó khẩn cấp về động đất, sóng thần của Trung Quốc cho biết do ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn giai đoạn 2, lưu lượng nước trên sông Dương Tử đổ về con đập Tam Hiệp đã tăng lên mức độ chóng mặt. Dự báo đợt lũ thứ 2 ngay trên sông Dương Tử sẽ khiến nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp đạt 58.000 mét khối trên giây. Đây được cho là một trong những lưu lượng nước cao nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Vào chiều ngày hôm qua, mực nước trong hồ chứa Tam Hiệp đã tăng tới mức 158 mét, vượt mức cảnh báo lũ lên tới 12 mét. Đây cũng là một mực nước cao nhất được ghi nhận tại hồ chứa Tam Hiệp kể từ khi nó khởi công xây dựng cho tới nay. Tính đến thời điểm này, theo giờ địa phương, hồ chứa đập Tam Hiệp đã dự trữ khoảng 7 tỷ mét khối nước, trong khi đó trung bình của nó chỉ có 3 tỷ mét khối nước và đây được cho là một nguy cơ nữa nếu như con đập này bị vỡ. Theo Ủy ban Tài nguyên nước của sông Dương Tử, lưu vực con sông sẽ đón nhận những trận mưa lớn và mưa to, nước đổ về đập Tam Hiệp sẽ ngày càng nhiều, gây áp lực lớn cho công tác kiểm soát lũ lụt tại Trung Quốc. Và mới đây thì Trung Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai dưới sự chủ trì của người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Ông Tập chỉ ra rằng, kể từ đầu tháng tới bây giờ, các cơ quan của Trung Quốc đã hoạt động tương đối tốt nhằm ứng phó với lũ lụt và đạt được kết quả đáng khả quan bước đầu. Ông Tập nhấn mạnh rằng, phòng chống và cứu trợ lũ lụt có ảnh hưởng quan trọng đến tính mạng và tài sản của người dân, cũng chính là vấn đề an ninh quốc gia. Theo Chủ tịch Trung Quốc, việc kiểm soát lũ đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất, mưa lớn ở khu vực sông Dương Tử là rất nghiêm trọng. Con đập Tam Hiệp đứng trước nguy cơ bị vỡ. Ông ta yêu cầu các cơ quan chức năng có liên quan phải tăng cường phối hợp với người dân nhằm phòng chống lũ lụt một cách hiệu quả nhất. Ông Tập nói thêm rằng, chính quyền địa phương các nơi cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, đặt an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân lên hàng đầu. Phải cải thiện khả năng dự báo mưa lũ và các thảm họa thứ cấp, phải tăng cường bảo vệ các con đê cùng với các cơ sở hạ tầng quan trọng và vận hành những dự án bảo tồn nước một cách hợp lý. Cần phải phối hợp phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh và công tác cứu trợ cứu nạn trên toàn diện đất nước Trung Quốc. Trong bối cảnh mà mưa lũ diễn ra phức tạp ở Trung Quốc, hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đó là tỉnh Giang Tây và tỉnh Hồ Bắc, nơi có con đập Tam Hiệp và dòng sông Dương Tử chảy qua. Tại tỉnh Giang Tây, truyền thông của nhà nước Trung Quốc ghi nhận một đoạn đê đã bị vỡ trên hồ Bà Dương đã được vá xong. Những trận mưa lớn liên tục khiến diện tích mặt hồ mở rộng thêm 25% và nhiều ngôi làng, đồng ruộng bị nhấn chìm khi xảy ra vỡ đê. Vào cùng ngày, thì thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã đưa ra báo động đỏ về tình trạng mưa lũ. Tính đến 8 giờ sáng ngày hôm nay, mực nước trên sông Dương Tử đoạn chảy qua thành phố Vũ Hán đã đạt 30 mét,
vượt mức báo động đỏ. Điều này cho thấy rằng việc kiểm soát lũ ở Vũ Hán là rất khó khăn, rủi ro gia tăng và đối phó với lũ lụt là cuộc chiến dài dài. Ông Tập nói rằng 91 con đê ở thành phố Vũ Hán đang trong tình trạng vỡ bất kỳ lúc nào, đề nghị người dân phải hết sức cảnh giác. Thưa quý vị, có một điều được cho là cực kỳ vô lý khi tình hình trong nước của Trung Quốc đang mưa to, gió lớn, động đất và lũ lụt càn quét làm cho rất nhiều ngôi nhà bị nhấn chìm và cuộc sống của người dân đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Thuốc men thì thiếu thốn, dịch bệnh thì hoành hành, còn lương thực cạn kiệt. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn tiếp tục ngang ngược đưa tàu chiến và máy bay tiến ra ngoài Biển Đông. Ở đây đã áp sát quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, gây ra rất nhiều những bức xúc cho các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như các nước trên thế giới, trong đó có Mỹ. Theo trang tin ABC News, một trong những trang tin chuyên theo dõi đường đi của tàu thuyền cũng như các hoạt động trên Biển Đông đã cung cấp những hình ảnh vệ tinh cho thấy có thể Trung Quốc đã điều 4 chiếc máy bay và tàu chiến áp sát quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng một cách phi pháp. Tạp chí Time đã dẫn hình ảnh vệ tinh cho thấy có ít nhất 4 chiến đấu cơ của Trung Quốc thực hiện phi pháp trên quần đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở ngoài khơi Biển Đông. Đây là hành vi được cho là cực kỳ nguy hiểm cũng như ngông cuồng của phía Trung Quốc khi liên tục quấy nhiễu ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á, khối ASEAN đã liên tục lên tiếng cảnh báo. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phớt lờ tất cả những cảnh báo trên, liên tục điều tàu chiến, máy bay tiến ra ngoài Biển Đông, áp sát quần đảo Hoàng Sa để tập trận bắn đạn thật, cũng như phóng tên lửa đe dọa trực tiếp đến an ninh an toàn cho tuyến hàng hải bận rộn bậc nhất trên thế giới. Trước tình hình đó, thì Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, trong đó có cả Nga đã lên tiếng ủng hộ Việt Nam và xua đuổi phía Trung Quốc. Tuy nhiên, chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn ngang ngược cho tiến hành những cuộc tập trận, bất chấp trong nước Trung Quốc đang gặp mưa to, gió lớn, động đất và sóng thần, và đứng trước những mối đe dọa trực tiếp đến từ phía Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng đã nhấn mạnh rằng tôi xin nhắc lại Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa hoàn toàn là của Việt Nam và nó phù hợp với cả luật pháp quốc tế. Việt Nam cho rằng những hành vi gây mất an ninh an toàn ở ngoài Biển Đông và đi ngược lại với cam kết với cả quốc tế. Chúng tôi cho rằng tất cả các quốc gia phải có nghĩa vụ và lợi ích chung trong việc tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, cũng như hiến chương của Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982, yêu cầu phía Trung Quốc nên ngừng ngay những hành động bành trướng, gây hấn, bắt nạt cũng như là ngỗ ngược ở ngoài Biển Đông ngay lập tức, nếu không cái giá của Trung Quốc phải trả được cho là rất đắt. Đại diện Bộ Ngoại giao của Mỹ cũng đã lên tiếng nói rằng những hình ảnh máy bay của Trung Quốc xuất hiện ở ngoài Biển Đông trong bối cảnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đang cho điều hai nhóm tàu sân bay tác chiến mang tên USS Tedron Forestfell và USS Carl Vinson đang tập trận chung ở ngoài Biển Đông với các nước trong khu vực. Và đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần vừa qua, Hải quân của Mỹ đã cho tiến hành những cuộc tập trận chung để đảm bảo cam kết với cả đồng minh cũng như đối tác trong khu vực về một khu vực châu Á-Thái Bình Dương ổn định và giữ vững an ninh. Mỹ cũng nói rằng sẽ bảo vệ Việt Nam trước bối cảnh mà phía Trung Quốc liên tục gia tăng sức ép. Mỹ coi Việt Nam là đối tác tin cậy số 1 ở khu vực Đông Nam Á. Hiện tại, hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đang cho bắn đạn thật và phóng tên lửa để gửi thông điệp cứng rắn tới chính phủ của Trung Quốc rằng Trung Quốc nên ngừng ngay những cái hành động vô lý ở ngoài Biển Đông đi. Nếu không, Hoa Kỳ cùng kết hợp với cả một số nước trong khu vực Đông Nam Á sẽ ra tay trừng trị Trung Quốc. Trước đó, thì Bộ Ngoại giao của Mỹ cũng nói rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình nên tập trung cao độ cho công cuộc phòng chống lũ lụt và thiên tai tại nước mình, chứ đừng đem tàu chiến và máy bay gây hấn nước ngoài Biển Đông. Nếu không, cái giá mà Trung Quốc phải trả được cho là sẽ rất đắt trong thời gian tới. Và liên quan tới những vấn đề mưa lũ cũng như về Biển Đông, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị và các bạn vào bản tin kế tiếp. Còn chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng bấm like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.